Chào mừng mọi cả nhà đến với lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một nơi mà đặc biệt là có đầy đủ hải sản hết. Đó là casino. Ở đây casino nó nằm ở West Memphis, Arkansas. Thì trong casino nó có là đua chó, đánh bài, kéo máy, rồi buffet nữa. Thì trong buffet hôm nay mình sẽ dẫn mọi người mình đi ăn buffet. Thì trong buffet nó có là món tàu, pizza, rồi gà chiên, rồi catfish, đầy đủ hết luôn. All you can eat, everything. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, mình thấy nhiều người đến đây nhất á, là tại vì nó có lobster với lại snow crab. Lobster với snow crab, all you can eat. Nghĩa là mình muốn ăn bao nhiêu con lobster cũng được. Tôm hùm á, ở Việt Nam gọi là tôm hùm. Mình muốn ăn bao nhiêu con tôm hùm cũng được hết. Ăn bao nhiêu càng ghẹ cua tiết cũng được hết mình ok bây giờ mình lên đường mình có đủ anh Hạnh nữa bây giờ mình sẽ qua nhà anh Hạnh đó anh Hạnh là mình với anh Hạnh lên đường qua bên đó ok hẹn gặp mọi người ơi trên đường đi xui quá xe hết nhớt nên là phải ghé vô mua nhớt đổ vô. Xe mình mới mua 2019 mà mua sao nó quên hay nhớ. Không sao mình sẽ tiếp tục. Này, thấy máy móc không? Máy tinh. Máy còn bóng lóng. Không, tại tối không thấy, không thấy rõ thôi. Trời tối không thấy rõ. Đủ chưa này chắc đủ rồi đó. Sau một hồi tìm bãi đậu xe cuối cùng mình cũng đã tìm được chỗ đậu lý tưởng. Đây phía sau mình đây. Chiếc xe màu đen là xe của mình. Bây giờ cuối tuần nên là xe lúc nào cũng đông hết buổi tối nữa. Casino lúc nào cũng đông khách hết. Đó mọi người thấy xung quanh không? Toàn là xe không, mình phải tìm xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được cái bãi parking. Đó phía trước là cái chỗ casino. Nó có đua chó, sòng bài, đầy đủ hết luôn, có buffet nữa. Đây là trước cổng cái chỗ casino. Mọi người thấy xung quanh không? Những cái bãi đậu xe gần parking, gần cổng chính thì nó full hết rồi. Nên mình phải đậu xe khá là xa. Chỗ này cái tên là Silent Park Gaming. Đầy đủ hết. Nó có casino, đánh bài, rồi đua chó, đặc biệt ở đây đua chó nữa. Rồi có seafood buffet, đầy đủ. Mình đậu xe phía xa múc chỉ bên kia kìa. Đi bộ chắc cũng 5 phút hơn mới tới. Đây buổi tối mà rất là đông xe. Và đây vô bên trong hiện tượng siêu kinh khủng. Xếp hàng từ đầu đường tới cuối đường. Cái này chắc chờ hơn 2 tiếng mới tới quá. Cuối cùng thì mình cũng đã được vô trong. Giờ mình đi lấy đồ ăn. Đây mình quay một vòng cho mọi người coi đồ ăn hôm nay có gì. Đây nó có mấy đồ ăn của Mỹ nè. Nó có súp này nọ, rồi rau củ, đầy đủ hết. Đây gà, gà chiên, fried rice. Đây, rồi có súp này nọ nữa. Nhưng mà cái đặc biệt của mình đang đợi là cái con lobster kìa. Đó, mình đang tiến lại gần. Đây. Đó, lobster, một con. Cho ba cái càng ghẹ đi. Một, hai, ba. Ba cái càng. Xin thêm nữa. Ngoài mấy món Âu Mỹ đặc trưng thì ở đây nó còn có mấy món châu Á Asian nữa. Mọi người thấy không? Đi một vòng cho mọi người coi. Có mấy gà chiên, rồi mấy cái bánh của người Tàu.
nè, nói chung là nhìn nó không có hấp dẫn, không có thu hút mình cho lắm. Cái màu sắc nó không có được tươi, có cơm trắng nữa, rồi bên kia là có sushi nữa. Nói chung là vô đây mình chủ yếu là ăn hải sản chứ không phải là ăn mấy đồ tàu. Thì mấy cái đó ngày nào mình ở nhà mình cũng ăn thường xuyên hết rồi. Ten 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 snow crab, snow crab, snow crab, snow crab, snow crab, đầy hấp dẫn. Cái quầy cuối cùng, cái khu cuối cùng mình muốn dẫn cả nhà đi tham quan đó là cái khu tráng miệng. Thì nó có đầy đủ đồ tráng miệng hết, có sô cô la, bánh ngọt, rồi donut nữa, mấy cái donut nhỏ nhỏ nhìn rất là dễ thương đó, mọi người thấy không đó, hương dâu nhiều xíu à, rồi bánh ngọt, sô cô la, rồi kem, nói chung là đầy đủ. Đây mình vừa mới săn lùng được 3 dĩa, 2 con lobster với lại 6 cái phần cua, nhìn rất to rất to. Thì cái nhà đây là anh Hạnh. Anh Hạnh năm nay 25 tuổi, còn độc thân vô tính. 25 cộng 20. Độc thân vô tính chưa có gia đình. Hôm nay rất là vui ăn với anh Hạnh. Đây rất là anh Hạnh được kính mời đi ăn. Vui quá vậy anh Hạnh. Cười hoài. Được ăn lớp rồi được vui. Rồi anh Hạnh ăn rất là khiêm tốn. Có một con lớp tờ với ba cái càng gà. Ở đây dĩa nữa. Anh lấy gì vậy? Pizza. Hổ em pizza anh Hạnh. Thiệt luôn á. Phí tiền em quá anh Hạnh. Pizza trứng. Nay được anh Hạnh được bao nên anh Hạnh vô ăn pizza không à. Đây, con tôm rất là bự. Càng cua rất là khủng bố. Chắc thịt. Ok mọi người, bây giờ mình sau khi xếp hàng đã lấy xong đồ ăn. Đây rất là bự. Snow crab. Thật vui rồi mọi người. Con lobster rất là bự. Đây thịt lobster thịt rất là chắc, có trứng nữa. Rất là ngon. Nữa.
seafood này giá là 35 đồng, 35 đồng là khoảng 800 ngàn ở Việt Nam. Đây càng cua snow wrap. Ở đây ngoài càng ghẹ, càng cua lobster, nó còn có đồ ăn tàu, thịt gà, thịt bò nhiều lắm, nhưng mà chủ yếu ta vô đây người ta ăn càng cua với lại lobster chủ yếu. Theo thông tin mình mới vừa cập nhật từ về hàng xóm ở bên dự cầu 7 của anh Hạnh thì pizza ở Việt Nam giá là 100 ngàn một slice nha, nên anh Hạnh là quyết tâm ăn hết slice pizza mới về. Con cua, con lớp toàn hành bự đó nha. Anh Hạnh ăn có hai con lớp tàu mà anh Hạnh hết nói luôn. Hai con lớp sao quách ra bự này. Xin nói lại, nhắc lại lần nữa là anh Hạnh năm nay 25 tuổi, công việc ổn định, chưa có gia đình, độc thân, độc thân vui tính, yêu màu tím, thích sự thủy chung nha, đang tìm bạn gái. Coi anh Hạnh ăn lobster cỡ quá, tiếng nói chắc nó cỡ gì tự nhiên đi anh Hạnh có 8.000 người coi anh Hạnh. Thôi để anh Hạnh tự nhiên. Đây là món cuối cùng của mình sau khi no căng bụng. Mình lấy có miếng bánh với lại miếng donut thôi. Tại ăn ngọt nhiều cũng không không có tốt lành gì. Tại mình cũng đã quá béo rồi. Mình đang giảm cân nữa nên ăn có nửa miếng rồi thôi. Đây miếng donut, tại nhìn nó dễ thương, nó nhỏ nhỏ dễ thương quá. Đem ăn thử coi nó làm sao. Đây miếng bánh đó với lại miếng bánh ngọt. Hai miếng đủ rồi. Ok mọi người, video mình đã xong. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp của mình nha. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình nha mọi người. Bye bye.